Ngoại hình thay đổi không ngờ của trai đẹp bị trục xuất sau 10 năm gây xôn xao. Trai đẹp bị trục xuất từng làm bao chị em điêu đứng vì nhan sắc cực phẩm một thời giờ ra sao? Cách đây gần 10 năm, vào tháng 4, 2013, cư dân mạng thế giới và đặc biệt là Việt Nam từng được phen náo loạn trước thông tin có ba chàng trai đến từ tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, bị cảnh sát Ả Rập Xê Út trục xuất khỏi nước này vì tội quá đẹp trai. Lý do được đưa ra là vì lo sợ ba chàng trai này sẽ khiến nhiều người, nhất là chị em phụ nữ mê mẩn và gây ra những chuyện không hay, bất ổn an ninh. Ba trai đẹp bị trục xuất đó là Omar Borkin Angala, hoàng tử Ngu Tây và Imran Abbas Navi. Trong đó, Omar Borkin Angala được mọi người tán đồng là chàng trai đẹp nhất trong số ba chàng. Được biết, chỉ 48 tiếng sau khi câu chuyện này được lan truyền, Facebook của nam thần sinh năm 1990 đã cán mốc 800.000 lượt thích. Sau đó, thông tin này đã được đính chính lại là ba anh chàng chỉ bị đuổi khỏi một lễ hội chứ không phải bị trục xuất khỏi biên giới. Tuy nhiên, lúc đó tên tuổi của họ đã trở nên nổi như cồn và thu hút rất nhiều sự chú ý. Chỉ trong một thời gian ngắn, cuộc sống của Omar đã hoàn toàn thay đổi, đúng với cụm từ một phút lên tiên. Omar sở hữu một khuôn mặt đẹp không góc chết cùng ánh mắt quyến rũ có thể hấp hồn bất kỳ cô gái nào. Omar sinh năm 1990, xuất phát là một người mẫu tự do, nhiếp ảnh gia kiêm diễn viên. Từ một người mẫu không mấy thành công, anh chàng bỗng vụt sáng thành một nhân vật nổi tiếng được hàng triệu người trên thế giới biết đến. Omar Borkin Angala một bước vụt sáng thành người nổi tiếng khắp thế giới, được truyền thông gọi là người đàn ông Ả Rập đẹp nhất hành tinh. 10 năm kể từ khi trở nên nổi tiếng khắp thế giới trong một cách tình cờ, cuộc sống của Omar giờ đây đã có nhiều thay đổi. Khoảng 8 năm trước, trai đẹp này còn khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ khi tuyên bố chính thức kết hôn với bạn gái Jasmine Owaida, một nhà thiết kế thời trang kém anh 4 tuổi. Sau khi kết hôn, Jasmine còn từng bị ném đá do bị cho là có nhan sắc bình thường so với người chồng điển trai. Đáng tiếc là chỉ sau 3 năm, cả hai đã đường ai nấy đi vào năm 2018 và có một cậu con trai chung tên Diab. Ở tuổi 34, Omar dù không còn được báo chí quốc tế săn đón như trước nhưng anh vẫn nhận được sự quan tâm nhất định từ phía người hâm mộ. Dù vậy, trên trang Instagram cá nhân có 1,3 triệu người theo dõi, Omar vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh và hoạt động thường ngày của mình. Hiện tại, dù cuộc sống của anh có nhiều biến động nhưng vẻ ngoài của Omar vẫn khiến nhiều người choáng ngợp. So với 10 năm trước, Omar hiện tại dù không còn trẻ trung, thư sinh như trước, nhưng đôi mắt sâu, chiếc mũi cao và thần thái của anh vẫn khó có thể phai mờ. Những loại vitamin giúp tăng trưởng chiều cao.